Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Lịch sử Thế giới. Quý vị thân mến, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ vẫn luôn được biết đến là đội quân tinh nhuệ, xuất sắc nhất nhì thế giới. Song trong quá khứ, họ cũng từng phải nếm mùi thất bại cay đắng. 19 người chết, 84 người bị thương, xác binh lính bị kéo lê trên đường phố và tổn thất hai máy bay trực thăng Black Hawk hiện đại là những gì Mỹ phải gánh chịu sau 24 tiếng giao tranh trên đất Somalia trong cuộc chiến Mogadishu hay còn gọi là diều hâu gãy cánh. Sự thất bại đau đớn ấy đã trở thành cú sốc lớn với quân đội cũng như những người dân Mỹ trong lịch sử hơn 200 năm của họ. Cuộc chiến ấy đã diễn ra thảm khốc như thế nào? Vì sao quân đội Somalia có thể tiêu diệt được quân biệt kích sừng sỏ và thiện chiến như Mỹ? Hãy cùng Lịch sử Thế giới tìm hiểu ngay sau đây! Nguyên nhân diễn ra cuộc chiến. Cuộc nội chiến ở Somalia đã tàn phá nặng nề ngành nông nghiệp trong nước, gây ra nạn đói lớn. Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cứu trợ cho Somalia, nhưng tới 80% thực phẩm viện trợ đã bị các phe phái quân sự ở nước này chiếm đoạt để đổi lấy vũ khí và lòng trung thành. Trước tình hình đó, vào tháng 3 năm 1993, một hiệp ước hòa bình đã được xác lập. Đến cuối tháng này, gần 30.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã được triển khai tới Somalia để thực thi các thỏa thuận ngừng bắn và bảo vệ việc phân phát lương thực. Chính phủ Mỹ đã cùng Liên Hiệp Quốc triển khai chiến dịch tái tạo hy vọng đưa lương thực và lính thủy đánh bộ đến Somalia. Trong vòng vài tháng, phe quân sự do Mohamed Farah Adid cầm đầu, Liên minh Quốc gia Somalia đã tuyên bố rằng họ không coi trọng hiệp ước hòa bình được thông qua hồi tháng 3. Phe này tiếp tục tuyên truyền trên đài phát thanh những nội dung chống lại Liên Hiệp Quốc và từ chối giao nộp vũ khí. Ngày 5 tháng 6 năm 1993, 24 lính Pakistan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc bị các tay súng Somalia sát hại khi đang kiểm tra một kho vũ khí. Thủ lĩnh quân sự địa phương Mohamed Farah Adid bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ thảm sát. Ngay lập tức, quân Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu liên quan tới tướng Adid ở Mogadishu và đô đốc Mỹ Jonathan Howie treo giải thưởng 25.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Adid. Ngày 12 tháng 6 năm 1993, trực thăng AH-1 Cobra của Mỹ tấn công một khu nhà nơi các thủ lĩnh địa phương đang hội họp. Tòa nhà bị phá hủy và nhiều người Somalia thiệt mạng. Sau đó, bốn nhà báo phương Tây đã tới để điều tra sự kiện này, nhưng họ bị một đám đông Somalia đánh chết. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng và người Mỹ đã quyết định hành động. Cuối tháng 8 năm 1993, Mỹ thành lập một chiến đoàn đặc biệt TFA, bao gồm lính biệt kích lực lượng Delta, lực lượng biệt kích, lực lượng đặc nhiệm hải quân và một đơn vị không quân với nhiệm vụ là truy bắt Mohamed Farah Adid và thủ hạ. Diễn biến trận diều hâu gãy cánh Mogadishu là một phần của nỗ lực quốc tế. Mỹ cử đội biệt kích hùng hậu với nòng cốt là các thành viên của đại đội Bravo, tiểu đoàn 3, trung đoàn biệt kích 75 Ranger tham gia chiến dịch. Ngoài ra, lực lượng này còn được giúp sức bởi thành viên lực lượng biệt kích Delta, đặc nhiệm hải quân SEAL, trung đoàn không vận đặc biệt 160 với mật danh biệt kích đêm cùng các đơn vị không quân. Đội biệt kích gồm tổng cộng 160 thành viên, 19 máy bay và 12 phương tiện chiến đấu, trong đó có cả những chiếc trực thăng đa nhiệm Black Hawk tối tân. Tuy nhiên, đội biệt kích Mỹ không thuộc lực lượng của Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của họ là truy bắt tướng Mohamed Farah Adid. Trận Mogadishu nổ ra khi các thành viên lực lượng này nhận lệnh đột kích thủ đô Somali để bắt hai phụ tá thân cận của Adid đang tham dự cuộc họp trong thành phố. Chiến dịch này diễn ra độc lập với các nỗ lực của Liên Hợp Quốc. Trận chiến nổ ra sáng ngày 3 tháng 10 năm 1993. Lực lượng Mỹ sử dụng máy bay trực thăng Black Hawk để đột kích thành phố, nhằm bắt sống các phụ tá thân cận phụ trách ngoại giao Omar Salid Elmi và cố vấn chính trị Mohamed Hassan Awow của Thủ tướng Adid. Theo kế hoạch, lực lượng Delta sẽ tiếp cận tòa nhà bằng trực thăng MH-6 Little Bird của Trung đoàn biệt kích đêm 160 nhằm cầm chân mục tiêu trước khi trực thăng Black Hawk đưa lực lượng chiến đấu chủ lực tham gia đột kích tòa nhà. Kế hoạch của Mỹ nêu rõ, lực lượng biệt kích Mỹ cần bao vây bốn phía tòa nhà tới khi 9 xe bọc thép và 3 xe tải tiếp cận công trình bằng đường bộ. Họ sẽ tiến hành đột kích và rút đi trong vòng 30 phút. Mỹ nhận định đoàn xe bọc thép có thể dễ dàng tiếp cận tòa nhà trong vài phút kể từ thời điểm chiến dịch bắt đầu vì hỏa lực của đối phương không đủ khả năng ngăn chặn chúng. Một trong những điều quân Mỹ không ngờ tới là sự chiến đấu quả cảm của các chiến binh Somali và người dân ở Mogadishu. Ngay sau khi phát hiện sự hiện diện của biệt kích Mỹ,
phiến quân Somali dồn toàn bộ lực lượng vào chiến đấu. Thậm chí họ còn hô hào người dân tham gia chiến đấu với khẩu hiệu "Hãy đứng lên để bảo vệ ngôi nhà của bạn". Người ta sử dụng vật cản để phong tỏa các tuyến đường, ngăn chặn đoàn xe bọc thép của Mỹ di chuyển. Vật liệu xây dựng, đá, mảnh vỡ hay lốp xe cháy nằm la liệt trên các tuyến phố thủ đô, khiến đoàn xe của Mỹ không thể rút ra theo kế hoạch. Ngoài ra, một xe tải của Mỹ bị phá hủy bởi vũ khí chống tăng của lực lượng nổi dậy Somali. Trong quá trình đổ quân, trực thăng của Mỹ buộc phải bay thấp, khiến chúng dễ trở thành nạn nhân của các loại súng phòng lựu thông thường. Các tay súng nhằm bắn vào các cánh quạt ở đuôi những chiếc Black Hawk, khiến chúng mất thăng bằng và rơi xuống phía dưới. Chiếc Black Hawk đầu tiên mang số hiệu 61 bị bắn hạ. Hai lính bắn tỉa của lực lượng Delta tình nguyện bảo vệ hiện trường, chờ cứu viện tới di chuyển người bị thương và thi thể những binh sĩ tử nạn. Một chiếc MH-6 Little Bird đáp xuống cứu họ, nhưng một trong hai lính bắn tỉa không qua khỏi vì bị bắn 4 lần trong lúc bảo vệ hiện trường. Chiếc Black Hawk thứ hai mang số hiệu 64 bị bắn rơi không lâu sau đó tại một khu vực khác. Hai tay súng bắn tỉa cũng nỗ lực bảo vệ hiện trường tai nạn, nhưng máy bay trực thăng không thể đáp xuống để cứu họ. Chiếc Black Hawk số hiệu 62 bay lơ lửng phía trên để bảo vệ hai biệt kích, nhưng nó bị trúng đạn và buộc phải rời khỏi khu vực. Một trong hai lính bắn tỉa bị thiệt mạng, trong khi người còn lại bị đánh tới gần chết trước khi bị bắt làm tù binh. Sau khi gánh hàng loạt thiệt hại, biệt kích Mỹ còn bị bao vây tứ phía bởi đông đảo các chiến binh Somali. Ngoài ra, sự phối hợp thiếu ăn ý giữa các đơn vị khiến họ lãng phí thời gian quý báu trong khi vòng vây của kẻ địch ngày càng siết chặt. Biệt kích Mỹ bị mắc kẹt trong vòng vây của các tay súng Somali suốt đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 10 năm 1993. Họ chỉ được giải nguy khi lực lượng tiếp viện bao gồm xe tăng M48 của Pakistan và xe bọc thép Condo của quân đội Malaysia xuất hiện dưới sự yểm trợ của trực thăng MH-6 Little Bird và MH-60L Black Hawk, vũ trang của quân đội Mỹ trong sáng ngày 4 tháng 10. Nỗi ám ảnh sau cuộc chiến. Trận đánh kéo dài đến rạng sáng ngày 4 tháng 10. Sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc, quân Mỹ và lực lượng cứu viện rút được hết khỏi Mogadishu dưới làn đạn của đối phương. 19 lính Mỹ thiệt mạng, 84 lính bị thương và một binh sĩ bị bắt. Đây được coi là một thất bại nặng nề của Mỹ vì họ không bắt được IDF trong khi lại chịu tổn thất nhân mạng lớn. Mãi đến năm 1996, IDF chết trong cuộc đọ súng với một nhóm phiến quân ở Somalia. Có thông tin cho rằng cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đứng đằng sau cái chết của IDF, nhưng đến nay đây vẫn là điều bí ẩn. Trận chiến Mogadishu với hình ảnh lính Mỹ bị bắt, bị trói và xác họ bị kéo lê trên đường phố trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quân đội và người dân Mỹ. Tất cả đã gây ra một cú sốc thực sự đối với công chúng nước Mỹ. Sau trận chiến này, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton ra lệnh rút quân khỏi Somalia. Đầu năm 1995, quân Mỹ có trở lại Somalia nhưng là để bảo vệ cuộc rút quân của 6.200 lính Liên Hiệp Quốc. Trận chiến Mogadishu sau này được nhà văn Mark Bowden tái hiện lại trong cuốn sách Black Hawk Down: A Story of Modern War. Máy bay Black Hawk bị bắn hạ, câu chuyện về chiến tranh hiện đại, rồi được đạo diễn Ridley Scott dựng thành phim Black Hawk Down: Diều hâu gãy cánh vào năm 2001. Cho đến nay, ngày 3 tháng 10 năm 1993 vẫn luôn được nhắc đến như một bài học cho Mỹ trong việc can thiệp nhân đạo. Quý vị thân mến, có lẽ chiến trường Somalia khốc liệt, rùng rợn và đầy ma quái là nơi quân Mỹ đã chịu tổn thất nặng nề khi tiến hành các chiến dịch đồ sộ cách đây gần 15 năm. Nó luôn gây ra nỗi ám ảnh cho những lính Mỹ. Phải đến đầu năm 2007, quân đội Mỹ mới trở lại Somalia để thực hiện những cuộc truy kích mới. Cụ thể những cuộc truy kích này đã được thực hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé! Cuộc không kích đầu năm. Chiến dịch mà Mỹ tiến hành tại Somalia vào đầu năm 2007 này là nhằm tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Đông Phi. Thủ tướng Ali Geddi của Somalia cho biết những nghi can đang nằm trong tầm ngắm là Fazul Abdullah Mohamed, Saleh Ali Saleh Naphan và Abu Tahan Al-Sudani. Những nhân vật bị cáo buộc đã đạo diễn các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania vào năm 1998, khiến 257 người chết và hơn 4.000 người bị thương. Sau khi Ethiopia sử dụng bộ binh, xe tăng cùng máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-23 và Su-27 đẩy lùi các cánh quân Hồi giáo nổi loạn ở Somalia khỏi các thành phố lớn, người Mỹ đã nhập cuộc.
lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia CTF-150, một bộ phận liên kết với hạm đội 5 của Mỹ, đóng ở ngoài khơi Bahrain, đã tới án ngữ lãnh hải Somalia để chặn lối thoát của các tay súng khủng bố cũng như cắt đường cứu viện. Theo một số nguồn tin, thì tàu khu trục USS Raymet, các tuần dương hạm USS Bunker Hill và USS Anzio cùng tàu đổ bộ USS Ashland đã được điều tới nơi đây sẵn sàng tham chiến. Mỹ còn cho thủy quân lục chiến hỗ trợ lính biên phòng Kenya tuần tra dọc đường biên giới với Somalia. Sau khi đã an ngữ mặt biển và mặt đất, Mỹ bắt đầu dùng sức mạnh không quân. Ngày 8 tháng 1 năm 2007, một máy bay chiến đấu AC-130 cất cánh từ căn cứ ở Djibouti đã oanh tạc thành phố cảng Kismayo ở miền nam Somalia, sau khi các máy bay không người lái do thám và phát hiện một số mục tiêu của phiến quân Hồi giáo. Tiếp đó, một chiếc AC-130 khác tấn công sâu vào trong đất liền. Một nguồn tin quân sự còn cho biết, tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã tới ngoài khơi Somalia, dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể mở rộng không kích. Điều này đã được chứng minh sau đó, khi Mỹ mở thêm ít nhất 4 cuộc oanh tạc bằng AC-130 nữa. Ngoài ra, một số vụ không kích khác đã bị hủy vì mất dấu mục tiêu. Theo giới chức Somalia, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của Mỹ, trong đó có một số tay súng Hồi giáo, số khác là thường dân. Thông tin ban đầu còn cho biết, nghi can Fazoi Abdullah Mohamed đã bị tiêu diệt, nhưng đại sứ Mỹ tại Kenya sau đó nói rằng Mohamed vẫn còn sống và không có thành viên nào của Al-Qaeda bị giết. Cùng với chiến thuật bao vây và không kích, Mỹ đã tung các điệp viên CIA cùng lực lượng đặc nhiệm hoạt động bên cạnh quân Ethiopia trong các chiến dịch trên đất Somalia. Lực lượng này xuất phát từ khu vực Gankazo tại Somalia và Le Monnier, một căn cứ quân sự lớn mà Mỹ thiết lập tại Djibouti sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Chiến dịch tái tạo hy vọng. Sự kiện quân Mỹ trở lại Somalia vào đầu năm 2007 khiến người ta nhớ tới những tháng ngày khốc liệt cách đây hơn 15 năm. Hơn một thập kỷ sau, vào đầu năm 2007, người Mỹ lại tiến hành chiến dịch quân sự mới tại vùng đất đầy ám ảnh Somalia. Tuy nhiên, lần này không phải là một cuộc đổ bộ ồ ạt và những trận đánh giáp lá cà như trận chiến Mogadishu 14 năm về trước, mà là vài đợt không kích rời rạc và một loạt hoạt động bí mật. Trong video ngày hôm nay, quý vị đã cùng với Lịch sử Thế giới tìm hiểu về cuộc chiến diều hâu gây cánh và nỗi thất bại ê chề của Mỹ, trận Mogadishu năm 1993, một trận chiến đấu giữa khoảng 2.000 đến 4.000 chiến binh của Liên minh Quốc gia Somalia với 160 lính đặc nhiệm, biệt kích của quân đội Hoa Kỳ tại thủ đô Mogadishu của Somalia vào ngày 3-4 tháng 10 năm 1993. Mặc dù số thương vong của phía Somalia lớn hơn rất nhiều, song với 19 lính chết, 84 lính bị thương, 1 binh lính bị bắt sống, 2 máy bay trực thăng bị bắn rơi bên phía Hoa Kỳ, thì trận chiến này đã gây ra một cú sốc thực sự đối với công chúng của nước Mỹ. Trận chiến đã được dựng thành phim Black Hawk Down. Quý vị nghĩ sao về trận chiến này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.